cụ đi. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Dạ ngoại bán gì ngoại? Bán bánh phồng. Bán bánh phồng hả ngoại? Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 88. 88 rồi hả ngoại? Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ bây giờ ngoại đang ở với ai ngoại? Ở với con trai với dâu. Dạ ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi. Dạ rồi một ngày ngoại bán bánh phồng này một bịch bao nhiêu ngoại? Cái đó 15 ngàn. 15 ngàn dạ. Còn bịch này bao nhiêu ngoại? Cái đó 35. 35 ha. Dạ còn cái bịch trắng trắng này bao nhiêu cái ngoại? Cũng 35 nữa. 35 luôn. Dạ cái này là ngoại mua bán lại hả? Mua bán lại. Dạ một ngày mà ngoại bán ngoại trừ vốn luôn ngoại còn được bao nhiêu? Trời ơi bữa bán thì được 20-30 bánh rồi. Dạ ít vậy đó hả ngoại? À. Dạ dạ rồi con hiểu rồi. 88 tuổi mà ngoại còn ra bán vất vả vậy nè cô chú anh chị. Dạ nhiều khi sau này mình độ tuổi này không được vậy đâu. Dạ 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 ngoại ơi ngoại cho con hỏi ngoại biết tài này bao nhiêu không? 100. Hay quá ngoại. Dạ thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nghe, bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm bên Mỹ, chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy sẽ tặng cho ngoại một phần quà để cho ngoại để dành đó. Ngoại muốn ăn gì ăn ha, ngoại muốn mua gì ngoại mua nha. Dạ cảm ơn cháu dữ lắm rồi. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng ngoại ngày hôm nay nha. Dạ bây giờ ngoại đếm giùm con rồi chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Dạ ngoại đếm giùm con đi nha. Dạ 11. Dạ 11 là bao nhiêu ngoại? Là 1.1 triệu. Dạ hay quá ngoại. Dạ bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Rồi cảm ơn. Dạ ngoại vui không? Vui chứ. Dạ vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại đó. Dạ ngoại nhắn gửi gì với chú ấy không? Dạ ngoại cảm ơn chú Chí đi. À, cảm ơn cháu. Dạ thôi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cho tấm lòng của chú Chí bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Mình xin phép chào ngoại nha. Dạ dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 24 rồi con. Dạ con thấy ngoại hình như đi đứng hơi khó khăn hả? À bị khớp bị tim. Dạ dạ thuốc đem để cái bán bên nè con. Dạ. À, bây giờ ngoại đang bán với số ha. Ừ, bán có mấy chục tờ nè, đem xuống dạ. Sẵn theo nó mệt đúng. Một ngày ngoại bán được có mấy chục tờ hả? 40. Ủa sao ít dữ vậy ngoại? Đi đâu nổi, vòng vòng đây à. Dạ. Mà ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Không, có mình lên à. Dạ, là bây giờ ngoại ở với ai? Ở với thằng Út mà nó ăn tương, nó ra trường rồi, nó đi từ thiện không hả? Dạ. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông bệnh ung thư trực tràng. Dạ, mày còn không ngoại? Còn. Dạ. Vậy là ngoại bán này là ngoại phải mua thuốc cho ông ngoại dạ. Hả? Rồi gì một... thuốc rồi ổng thuốc. Dạ ngày một ngày mới bán lời có 40 ngàn có đủ mua thuốc không? Thuốc có 14 ngàn à, mua thứ ngàn nữ viên thuốc tàu đó. Dạ uống cho nó bớt đau không? Ờ giảm đau chứ giờ bệnh này đâu có hết nổi con. Dạ. Mà ông ngoại ở nhà thì có còn đi đứng lại được, được không? Ông đi đứng bình thường mà đều đi tả hoài. Dạ đi thuốc đời luôn á. Là đi cầu hay sao ngoài? Ừ. Hay là phải quấn tả vô người? Quấn tả rồi ổng bị cắt khối u trực tràng đó. Dạ. Nằm ở bệnh viện một bố tới 9 tháng. Dạ. Rồi giờ về nhà chịu trận đó. Dạ. Vậy là cuộc sống của ngoại là vất vả lắm luôn. Dạ dạ. Ngày là có 40 ngàn. Đi lượm cơm khô bán nữa con. Lượm cơm khô nữa hả ngoại? Dạ cơm dạ. Ta bỏ ra cái mình lượm vừa rút thôi. Dạ bán được bao nhiêu một ký ngoại? 5 ngàn. Dạ có 5 ngàn thôi. Dạ. Mà ngoại lượm bao lâu mới được một ký ngoại? Chắc cỡ tháng ngoài à. Dạ rồi. Vài chục ký, 10 ký, 15 ký chứ vô chừng. Cái này dạ. Không có quyết định được. Dạ. Thì hôm nay ha con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí tại Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà kiếm từng ngàn như ngoại. Dạ. Mưu sinh rất là vất vả. Dạ. Thành ra hôm nay chú ấy
sẽ tặng cho ông bà ngoại một phần quà ha. Dạ. Để ngoại để dành mua thuốc uống. Dạ. Cũng như là mua tã cho ông ngoại ở nhà nha. Dạ. Thì hôm nay đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ dành cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ. Mày đếm giùm con rồi chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Chú Chí tặng cho ngoại thêm 100 nữa. Dạ, dạ. Là 1 triệu. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cảm giác khỏe trong mình, mà cũng vì xin cảm ơn các nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ cho dì. Dì dạ. Rất mang ơn và cảm ơn cháu đã đem tặng tay cho dì. Dạ. Cảm ơn, chúc cháu được nhiều sức khỏe, là được phước lành. Dạ, dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Chí dạ. để giúp đỡ cho ông bà ngoại dạ. đỡ vất vả hơn dạ. trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ha. Dạ. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe được dạ. phần nào hay phần có nghe. Cháu nha. Dạ. Rồi, ngoại bán hết sớm về sớm dạ. nha. Ngoại phim bảo hỗ trợ quá nha. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Dạ nội, nội bán gì vậy nội? Bà tôi 81. Dạ. 81 tuổi rồi. 81 tuổi rồi hả nội? Bán cho cháu rồi nó cho vài chục ngàn cá có mình dạ. anh hả cậu. Vậy là nội ở có một mình dạ, thôi. Dạ. Nội bán hến ha. Bán hến dùm cho cháu. Rồi cháu cho nội có vài chục ngàn thôi. Dạ. Bây giờ 1 ký. Dạ, có 30 ngàn hả nội? Dạ. Rồi, ít dữ vậy nội. Dạ, ăn cá đủ ngày đó thôi. Dạ. Dạo thì cháu ruột nó dạ. lâu lâu nó cho ăn. Dạ. Mà bây giờ sức khỏe của nội như thế nào? Nó tử nó ít cái chậm tiêu rồi cũng uống thuốc chừng chừng hoài đó coi thì dạ. khỏe, còn không uống thuốc thì nó hơi mệt đỡ hầu hơi dạ. sừng thì phải uống thuốc vô mới được. Dạ. Ông nội ở nhà được bao nhiêu tuổi rồi nội? Ông chết lâu rồi. Dạ. Vậy là con cháu bây giờ đi hết rồi hả dạ. nội ha? Dạ. Dạ. Mà ra bán gì là cháu cho có 30 ngàn thôi. Dạ. Để đủ mua cá ăn dạ. thôi hả nội ha? Dạ, vất vả cho nội quá rồi. Dạ. Nội năm nay 81 rồi hả nội? Dạ. Dạ đâu nào cởi cái nón cho con xem tóc nghe nội. Dạ. Tóc nội có nhuộm không nội? Không. Dạ, mà nó đen vậy đó hả nội? Hơi bất ngờ luôn. Dạ, nhiều khi tóc con bạc hơn tóc nội. Dạ. Dạ rồi, thôi hôm nay ha gặp nội là dạ. cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm dạ. đó là chú Chí ở tại Mỹ dạ. chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi dạ. mà có cuộc sống vất vả như nội dạ. thành ra hôm nay chú ấy tặng cho nội phần quà nha dạ. để cho nội để dành đó dạ. nó muốn ăn gì ăn dạ. muốn mua gì mua ha. Lấy cái nón đi dạ dạ bớt vất vả hơn dạ. trong cuộc sống của nội nha dạ. Dạ, bây giờ nội đếm giùm con coi chú Chí tặng nội bao nhiêu. Dạ bao nhiêu ạ? Dạ, nội đếm kỹ lại giùm con nha. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Chỉ là thấy khỏe lắm. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Chứ ít có được cầm được nhiều, dạ. nhiều đâu. Cái này là gần như là bằng 1 tháng dạ, của dạ. cháu mà nội tặng cho nội đó. Dạ. Thì bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Quá mừng ạ. Quá mừng. Dạ. Vậy thì nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Con chúc chú Chí được mạnh khỏe dồi dào sức khỏe. Dạ. Nhân đời. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn nội. Chúc nội sẽ bớt vất vả hơn dạ. với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Con xin phép chào nội nha. Cảm ơn nội. Dạ. Dạ, con chào nội. Dạ, nội nó bán gì vậy nội? Bán gạo. Bán gạo hả nội? Ừ. Dạ, con thấy nội bán hình như là lục bình ha. Dạ. Với gạo rượu hả nội? Dạ. Dạ. Gạo chai. Dạ, gạo chai. Bây giờ một bó gì bao nhiêu nội? Bó có 3 ngàn. Trời ơi, rẻ dữ vậy nội. À, vậy cho không sợ gì mừng, hay bán vui. Dạ, bán có 3 ngàn mà bây giờ còn nhiều còn dữ vậy nè. Nó mời và bắt được đó. Dạ, nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 72 tuổi. 72, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Sức khỏe cũng yếu. Dạ. Dạ. Giờ không có sợ gì mừng, chồng đi mừng từ thiện. Dạ. Rồi không có sợ gì mừng, hay ra bán bậy. Dạ, là bây giờ nội ở với ông xã. Ừ. Mà ông xã thì đi làm từ thiện. Dạ, hai không chồng nhập. Con. Dạ, không có con luôn. Không con luôn. Dạ. Vậy là bình quân một ngày mà nội bán á, bữa nào mà đắt nhất thì được bao nhiêu nội? Đắt nhất thì được có 40 ngàn.
Trời ơi, đắt nhất mà có 40 ngàn thôi. Bán đồ cỡ này bán ế lắm, bán không có được. Rồi nó mời giờ còn nguyên đó. Còn sáng giờ nó bán được bao nhiêu rồi? Nó mời giờ bán có 15 ngàn à. Trời ơi, thấy thương quá vậy nội. Dạ. Bán có được gì đâu. Bởi vậy mà thêm cái nữa là nội ngồi cái hướng bên đây thì nó hơi nghịch, chứ nó hơi bị ở bên trong á. Dạ cũng hơi khó bán ha. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ, thì hôm nay chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho nội nha, để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình ha. Đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nội đếm giùm con lên được bao nhiêu. Cảm ơn chú. Dạ. 6, 7, 7. Dạ. Bữa nay nó nhận được phần quà, nó cảm giác như thế nào? Dạ, chứ mừng. Dạ. Đỡ phần cực khổ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Vậy thì nó có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ. Gửi lời thăm chú Chí khỏe. Cảm ơn. Dạ. Tại chợ được cũng mừng. Cảm ơn nội. Chúc nội bớt vất vả hơn ha. Dạ, dạ. Bớt cực hơn với tấm lòng của chú Chí trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Và con xin phép chào nội nha. Chào chú, cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn nội. Sáng giờ bán có 15 ngàn. Dạ. Cái bà này bán xả, ngàn đồng bịch. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. 75 rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Bình bình quá. Dạ. Xả có 1 ngàn bịch hả nội? Dạ, sao rẻ quá vậy nội? Bán 2 ngàn bán được. Dạ, bán 2 ngàn mà còn bán không được nữa. Dạ, vậy là xả này là nội đi hái hay là mua bán lại? Mua. Mua bán lại thì không có tiền luôn á. Không có tiền. Dạ, còn một ngày mà nội trừ hết chi phí thì mình còn được bao nhiêu nội? 20 ngàn. Dạ, mấy chục ngàn. Dạ, được 50 không nội? Không được. Không tới nữa hả? Mà bây giờ nội đang ở với ai? Ở với cô. Dạ, ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? 5 tuổi. Dạ, ông nội á? Ông nội mất. Dạ, mất rồi ha. Dạ. Sau đó cuộc sống của nội vất vả lắm luôn á. Rồi hôm nay thì chia sẻ với nội ha. Bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm ha. Đó là chú Chí ở tại Mỹ sẽ tặng cho nội một phần quà nho nhỏ ha, để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình. Và đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nội đếm. Cảm ơn chú cháu. Dạ, nội đếm giùm con coi được bao nhiêu. 5 tàu. Dạ, bao nhiêu ạ? 5 tàu. Bữa nay á, con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm 200 nữa. Cảm ơn cháu. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cũng mừng. Dạ, vậy thì nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Chí nha, thì giúp đỡ cho nội bớt vất vả hơn nha trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ, con xin phép chào nội nha. Dạ. Nói dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi rồi. Dạ, ngoài cởi khẩu trang, ngoài nói chuyện với con tí đi. Dạ. Ngoài đang bán gì vậy ngoài? Bán chuối. Chuối ha. Dạ, ngoài bán có 3 nải thôi hả? Dạ, bán nãy giờ mấy nải, còn mấy nải. Dạ, sáng giờ ngoài bán được bao nhiêu rồi? Có 2-3 nải hả? Đây bán chậm lắm chú ơi. Dạ. Vậy là chuối này là ngoài nhà hay ngoài mua bán lại? Dạ. Dạ. Dạ, một ngày mà ngoài bán cái này ngoài trừ chi phí thì ngoài còn được bao nhiêu? Lâu lâu đem về mới có bán, chứ đâu có bán hoài của nhà. Dạ. Thì không có mua bán được. Sáng giờ ngoài bán được mấy chục ngàn rồi? Không mấy ngàn. Mới có 2 mấy ngàn thôi ha, là 3 nải ha. Dạ. Nải có 7-8 ngàn thôi. Dạ. Dạ. Còn bây giờ hiện tại là ngoại đang ở với ai? Ở với bà già. Dạ. Còn ngoại không có gia đình hả? Không. Dạ, là không có con luôn hen. Dạ. Còn mẹ của ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 93 tuổi. 93. Vậy là ngoại bán cái này là ngoại phải lo cho mẹ. Dạ. Nhưng mà thường ngoại bán cái này ngoại mua cái gì để lo cho mẹ? Thì xây xài trong nhà chứ. Dạ. Thôi hôm nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn như ngoại. Ra ngày hôm nay chú Chí sẽ tặng cho ngoại phần quà nha, để cho ngoại mua gạo cũng như mua đồ ăn
cùng với bà ngoại ở nhà nha. Dạ. Nhà bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Dạ. 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 Đây là con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại phần quà ngày hôm nay. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ. Ngoại đếm mà ngoại được bao nhiêu? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Cũng mừng chứ. Dạ. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dì cảm ơn chú Chí có lòng hảo tâm. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Bớt vất vả hơn nghe. Dạ. Dạ. Với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Em xin phép chào ngoại ha. Dạ. Dạ. Dạ, con chào nội. Dạ, nội nó bán gì vậy nội? Nó bán mấy cái ổi nè con ơi. Dạ, nó bán ổi ha. Dạ. Ổi với gì nữa nội? Có mấy nải chuối rồi, ổng bán hết rồi con ơi. Dạ, vậy là nội nãy bán được mấy nải à? Bán được 4 nải. Dạ, nải được nhiêu nội? Nải được 8 ngàn. Dạ. Cái đó 1 ký rồi đó con ơi. Dạ, là sáng giờ nó bán được 50 ngàn chưa? Bán cỡ đó à con ơi. Dạ, cỡ đó. Dạ. Còn ổi này bây giờ nội bán bao nhiêu một ký nội? Bán 8 ngàn. Dạ ghẻ vậy đó hả nội? Mà anh này là ổ nhà hả nội? Dạ. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 78 tuổi rồi. 78 luôn. Dạ, nhìn thấy nội cũng khỏe như là ngoại bên đây luôn. Khỏe bao nhiêu đi bán rồi. Dạ. Dạ, mà nội bán gì thì nội có lo cho ai không nội? Bán lo trong nhà con mà có ông già bà già với hai đứa nhỏ. Dạ. Còn bác ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? Nội cũng 7 mấy tuổi rồi, 78 tuổi rồi đó. Là vẫn ở chung nội ha. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ cảm ơn ngoại. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Con cũng sẽ xin phép chú Chí làm một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như nội. Thành ra hôm nay chú Chí cũng có phần quà nho nhỏ tặng cho nội nha. Vậy là nội cảm ơn chú Chí với cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng mừng khỏe. Để cho thuốc men đủ con ơi. Dạ. Thì con cũng hy vọng với tấm lòng chú Chí sẽ giúp cho nội cũng như gia đình có bữa cơm ngon hơn trong vài ngày sắp tới ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú Chí. Cảm ơn con đó. Dạ, cảm ơn ngoại. Con cảm ơn nội nha. Dạ, bán hết sớm về sớm. Nội ngoại ơi, mưa rồi nội ngoại ơi. Dạ, gió quá trời rồi. Này chắc bằng chị thôi quá. Chị năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 54 rồi. 54 ha. Dạ. Rồi vé số đâu rồi em không thấy? Vé số mới bán hết. À, một ngày bây giờ là chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ được 100 tờ. Chị bán vậy thì chị có lo cho ai không? Dạ không, có tại đau lo cho đau thôi chứ không có lo cho ai. À vậy chị có gia đình không? Dạ không. Dạ mà chị có thể cho em biết là vì sao mà chị ngồi xe lăn không? Hồi giác 4 tuổi á bị hút suốt bại liệt tới giờ luôn. Dạ. Dạ bây giờ đi không được. Dạ. Chị số bại liệt ha. Dạ. Một ngày là có 100 ngàn thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà chị bán vậy là chị chỉ lo mình chị thôi hả? Dạ. Mà bây giờ chị ở với ai? Ở cũng có mình lên à. Ví dụ như có đau bệnh gì thì anh em người ta chở đi chứ hút giùm. À. Rồi em hiểu rồi. Còn cái cây này cây gì vậy chị? Cái rau cải xước đó ăn chị mắc gan mà. Bởi vì chị sơ gan. À có xước đó ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Mà chị có sổ giò không? Dạ có. Dạ, đâu cho em xem thử. Có sổ giò nhiều lắm. Ồ, dữ vậy hả? Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, thôi em hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với chị nha. Bữa nay gặp chị là cái duyên ha. Dạ. Em sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh mà bị bệnh tật. Dạ. Như chị ha. Dạ. Rồi hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho chị. Dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ. Để cho chị bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Em cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Bữa nay chị nhận được phần quà chị cảm giác như thế nào? Dạ mừng đó. Dạ. Vậy thì chị có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ nhắn gửi cảm ơn chú Chí tại mạnh khỏe. Dạ. Để giúp đỡ người nghèo hoài. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Chúc chị bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú ấy nha. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi xin phép chào chị nha. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị.
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái khu chợ có tên là chợ Dầu Bé ở tại xã Định Yên này, để tiến hành tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn thì em sẽ sử dụng số tiền của anh ấy mà trong cái video lần trước là còn 9.7 triệu. Thì đối với nguyện vọng của anh Chí là mong muốn số tiền này sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi cũng như là phóng sanh những chú cá ở tại chợ. Thì hôm nay em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị đi đến chợ Dầu Bé chung với em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn nha. Nếu mà cô chú anh chị đi thẳng đường này á, thẳng hoài đi luôn thì cô chú anh chị sẽ tới cầu Cần Thơ. Cô chú anh chị mà đi lên đây á thì sẽ đi đến chợ cầu Dầm Cống. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ Dầu Bé chung với em để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn nha. Thì thời tiết hôm nay á, em thấy tương đối khá là dễ chịu luôn. Bây giờ thì đâu đó khoảng chừng là 7 giờ sáng thôi. Mà bữa nay thấy có vẻ như là nó không có nắng lắm. Nói chung cái thời tiết này thì rất là dễ trong cái việc mà làm việc hoặc là đi làm. Trưa thì chưa biết như thế nào, nhưng mà buổi sáng mà em thấy thời tiết này thì rất là thoải mái rồi đó. Chợ này thì nó cũng có hai bên thấy cô chú anh chị ha. Có vẻ giờ này đông hơn ngay ngôi chợ bên kia. Cái chợ trước video này thì không có đông được như thế này. Tiếp mà... tại số đi chú. Dạ. Mua ủng hộ đi chú. Dạ không. Hai vé hộ. Cảm ơn cô. Mua tiếp đi chú. Nè. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán chuối. Dạ cô, năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 67 ha. 67 ha. Dạ. Dạ. Chuối này là cô mua ở nhà hay là cô mua bán lại? Chuối ở nhà. Dạ. Bây giờ một nải bao nhiêu cô? Nải bán gì? 1.000 nải. Dạ. Và cô bán như vậy á, một ngày mà mình trừ chi phí luôn mình còn được bao nhiêu cô? Lâu lâu bán bữa à. Dạ, bữa nào có mới bán. Dạ. Dạ. Lâu lâu bán. Mà bán gì á thì cô có lo cho ai không? Không. Có hai bà cháu ở nhà. Dạ. Rồi con thì đi bằng Long An hết rồi. Dạ. Bác trai được bao nhiêu tuổi rồi cô? Ông 60 ông chết mẹ rồi. Dạ, con hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với cô ha. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở bên Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như cô. Dạ. Ra hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ. Chị mang ơn chú gì lắm á. Dạ. Tặng cô ngày hôm nay. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Vui trong mình. Dạ. Vậy thì cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cho gửi lời thăm mãi mạnh giỏi nha. Dạ. Dạ. Chú Chí chúc cô ha. Dạ. Chúc khỏe. Dạ. Và có bữa cơm ngon miệng. Dạ. Với cháu của mình. Dạ. Trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Rồi mừng ơn. Dạ. Xin phép chào cô. Dạ. Cô bán hết sớm thì sớm dạ. Nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì ở ngoại? Mướp bán bầu. Dạ, mướp với bầu. Dạ.
mấy này là ngoại đồ nhà hay ngoại mua đi bán lại ngoại? Dạ. Dạ, bây giờ một ký mướp bao nhiêu ngoại? Ký mướp nhỏ này 12.000. Dạ, ghé vậy đó hả ngoại? Còn bầu bao nhiêu ngoại? Ký bầu 10.000. Bầu thì 10.000. Dạ. Một ngày mà ngoại hái ngoại bán á ngoại, như thế này thì ngoại được khoảng bao nhiêu ngoại? Hái bữa tất mấy nè. Ủa, ngoại hái gì dữ vậy ngoại? Bị tới 8 công. 8 công. Dạ. Dạ, vậy là cái này là ngoại ra ngoại bán lẻ thôi ha. Cái này là bán ra bầu giác không ạ? Dạ. Mướp này non đó cô ơi. Ủa, nhiều cái mình chắc chắn không ạ? 12.000 cô. Dạ. Mười thôi, mướp không là vậy nữa. Dạ. Mướp thơm mà, ngồi lửa đi. Dạ. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 80 rồi. 80 ngoại. Dạ, nhìn thấy ngoại còn khỏe quá luôn. Dạ. Mà ngoại bán gì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không, có mình một à. Dạ, là bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở mình một à. Ủa, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông đi bán muối lâu rồi. Dạ, rồi con cháu cũng đi hết rồi hả ngoại? Con cháu thì có gia đình riêng hết rồi. Dạ. Rồi mỗi lần ngoại là coi như là ngày nào ngoại cũng ra vườn ngoại hái bán vậy đó hen. Dạ, con hiểu rồi. Quá trời luôn. Dạ, đến thử nha. 3 trái, 6 trái, tại vì nó nhỏ, 9 trái, 12, 14 trái. Dạ, 14 trái mà có 1 ký thôi. Đó. Dạ, ngoài cho thêm trái nữa. Đó, là 15 luôn. Tại vì nó nhỏ nên thầy dạ. Cho bự cái nhỏ. Cô chú anh chị thấy mướp ngon quá trời mà có 10.000. Dạ, hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Thì chú ấy á, rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thì ra ngày hôm nay chú ấy có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nghe. Dạ, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong vài ngày sắp tới nha. Cảm ơn chú. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cũng khỏe. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí về tuổi già cái để mua nhang, mua đèn rồi sắp vậy thôi chú, em không có ăn xài gì chân á. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tâm lòng của chú ấy nha. Ngoại bán hết sớm về sớm nha. Chú về khỏe khoắn nha. Cảm ơn ngoại. Con thấy chuẩn bị mưa tới rồi ngoại ơi. Dạ. Chuyện mưa quá rồi cô chú anh chị ơi. Đang thổ lùi luôn. Dạ, con chào nội. Dạ, nội nó bán gì vậy nội? Nó bán mấy cái ổi nè con ơi. Dạ, nó bán ổi ha. Dạ. Ổi với gì nữa nội? Có mấy nải chuối rồi, ổng bán hết rồi con ơi. Dạ, vậy là nội nãy bán được mấy nải à? Bán được 4 nải. Dạ, nải được nhiêu nội? Nải được 8.000. Dạ. Cái đó 1 ký rồi đó con ơi. Dạ, là sáng giờ nó bán được 50.000 chưa? Bán cỡ đó rồi con ơi. Dạ, cỡ đó. Dạ. Còn ổi này bây giờ nội bán bao nhiêu một ký nội? Bán 8.000. Dạ ghẻ vậy đó hả nội? Mà anh này là ổi nhà hả nội? Dạ. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 78 tuổi rồi. 78 luôn. Dạ, nhìn thấy nội cũng khỏe như là ngoại bên đây luôn á. Khỏe bao nhiêu tiền bán rồi. Dạ. Dạ, mà nội bán gì thì nội có lo cho ai không nội? Bán lo trong nhà con mà có ông già bà già với hai đứa nhỏ. Dạ. Còn bác ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? Nội cũng 7 mấy tuổi rồi, 78 tuổi rồi đó. Là vẫn ở chung nội ha. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn ngoại. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Con cũng sẽ xin phép chú Chí làm một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như nội. Thành ra hôm nay chú Chí cũng có phần quà nho nhỏ tặng cho nội nha. Vậy là nội cảm ơn chú Chí với cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cảm giác dạ. Cũng mừng khỏe. Dạ. Để cho mua thuốc men đủ con ơi. Dạ. Thì con cũng hy vọng với tấm lòng chú Chí sẽ giúp cho nội cũng như gia đình có buổi cơm ngon hơn trong vài ngày sắp tới ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú Chí. Dạ, cảm ơn ngoại. Con cảm ơn nội nha. Dạ, bán hết sớm về sớm. Nội ngoại ơi, mưa rồi nội ngoại ơi. Dạ, gió quá trời rồi. Dạ, con đi nha. Dạ. Dạ.
trời chuyển mưa rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, lâu dữ lắm rồi em mới thấy buổi sáng mà trời mưa á. Dạ cô khổ lắm ha cô. Dạ. Bà cổ mà bà còn bệnh nữa, bệnh lâm chân. Dạ. Qua rồi. Cột trùng bả Dương ơi. Dương mà cột được không? Cứng cứng nó không thôi để cột mưa dữ lắm mưa. Dạ. Cậu ơi làm ơn dùng hai cậu. Lên đây nè. Dạ bữa nay mùng 5 ha. À con quên cái vụ bữa nay mùng 5 nữa chứ. Bữa nay mùng 5 tháng 5. Dạ. Tết nửa năm. À, buộc giùm con đi con lùn sao con buộc tới. Tao lúc nãy tao nó đau đó đây chứ. Ơi. Buộc giùm bà. Dạ. Vậy là cái này phải nịch chung với nhau. Chung vậy nè. Dạ. Nó kéo qua kéo lại vậy nó mới không bị bay. Dạ. Tao bán ế dữ lắm. Dạ. Hoài. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, cô ơi, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi. 68 hả cô ha? Dạ, rau này của cô là mua bán lại hay đồ nhà cô? Không, hai qua tới 12 giờ đó. Qua tới 12 giờ. Dạ rồi, con có la nó nói đi té ngoài đường rồi sao? Dạ. Mà bây giờ cô đang bị bệnh gì trong người? Liễu đường. Dạ. Rồi tùm lum hết trơn á. Dạ. Bệnh dữ lắm. Vậy là bây giờ cô đang ở với con? Ở nhà thằng cha Út. Dạ, còn bác trai được bao nhiêu tuổi rồi cô? Bác trai mất rồi. Dạ. Vậy là một ngày mà cô bán cô trừ chi phí luôn cô còn được bao nhiêu? Trời ơi bán gì mà mấy nhỏ cho tiền luôn mất tiêu cho nó. Dạ. Coi như là bán bị thâm vốn luôn hả cô? Thâm vốn. Dạ. Bị đồ ấy nó hơn á mình bỏ đó. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Thôi hôm nay ha gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha. Sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Để cho cô mua thuốc uống nha. Lấm giùm gì á bác, lấm giùm bác. Dạ. Nó bị bại gì vậy cô? Lấm giùm cái mấy. Cảm tím ba con. Cảm tím ba. Lấm đây con. Chơi. Rồi. Rồi ký rồi mấy. Ủa anh quay gì có quay mấy người bệnh hoạn rồi đã khó khăn rồi đó. Chứ mua hành. Hành mưa ba. Chị mua hành tao trời. Dạ. Dạ rồi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép chú Chí ở Mỹ. Ngoài đợi con chút xíu. Mà để xíu con mua số cho nha. Dạ dạ. Thì hôm nay á, chia sẻ với cô. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà bệnh tật mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô nghe. Để cho cô mua thuốc uống nha. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác thế nào? Mừng. Dạ. Vậy cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nói lễ đời thăm chú Chí sức khỏe đầy đủ đi. Dạ. Chúc cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Được phần nào hay phần đó. Dạ. Với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Con xin phép chào cô nghe. Cảm ơn. Dạ. Bà đi trước tôi đi sau. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 24 rồi con. Dạ con thấy ngoại hình như đi đứng hơi khó khăn hả? Bị khớp bị tim. Dạ. Dạ thuốc em để cái bên nè con. Dạ. Bây giờ ngoại đang bán với số ha. Bán có mấy chục tờ nè. Dạ. Đem thuốc sẵn theo không mệt uống. Một ngày ngoại bán được có mấy chục tờ hả? 40. Ủa sao ít dữ vậy ngoại? Đi đâu nổi vòng vòng đây à. Dạ. Mà ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Không có mình ơi nè. Dạ là bây giờ ngoại ở với ai? Ở với thằng Út mà nó ăn tương nó ra trường rồi nó đi từ thiện không hả? Dạ. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông bệnh ung thư trực tràng. Dạ mày còn không ngoại? Còn. Dạ vậy là ngoại bán này là ngoại phải mua thuốc cho ông ngoại. Dạ. Hả? Rồi một... thuốc rồi ổng thuốc. Dạ ngày một ngày ngoại bán lời có 40.000 có đủ mua thuốc không? Thuốc có 14.000 à, mua thứ ngàn nữa viên thuốc tàu đó. Dạ. Còn uống cho nó bớt đau không? Giảm đau chứ giờ bệnh này đâu có hết nổi con. Dạ. Mà ông ngoại ở nhà thì có còn đi đứng lại được không? Được, ông đi đứng bình thường mà đều đi tả hoài. Dạ. Đi suốt đời luôn á. Là đi cầu hay sao ngoại? Ừ. Hay là phải quấn tả vô người? Quấn tả rồi ổng bị cắt khối u trực tràng đó. Dạ. Nằm ở bệnh viện một bố tới 9 tháng.
Dạ. Rồi giờ về nhà chịu trận đó. Dạ. Vậy là cuộc sống của ngoại là vất vả lắm luôn. Dạ đó. Dạ. Ngày là có 40 ngàn. Đi lượm cơm khô bán nữa con. Lượm cơm khô nữa ha ngoại. Dạ cơm dạ. Ta bỏ ra cái mình lượm vừa rút thôi. Dạ. Bán được bao nhiêu một ký ngoại? 5 ngàn. Dạ có 5 ngàn thôi. Dạ. Mà ngoại lượm bao lâu mới được một ký ngoại? Chắc cỡ tháng ngoài à. Dạ. Dạ chục ký, 10 ký, 15 ký chứ vô chừng cái dạ. Này không có quyết định được. Dạ. Thì hôm nay ha con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí tại Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà kiếm từng ngàn như ngoại. Dạ. Mưu sinh rất là vất vả. Dạ. Ra hôm nay chú ấy sẽ tặng cho ông bà ngoại một phần quà ha. Dạ. Để ngoại để dành mua thuốc uống. Dạ. Cũng như là mua tả cho dạ. Ngoại ở nhà nha. Dạ. Thì hôm nay đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ. Dạ. Cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ. Mày đếm giùm con rồi chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Chú Chí tặng cho ngoại thêm 100 nữa. Dạ, dạ. Là 1 triệu. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Cảm giác khỏe trong mình mà cũng vì xin cảm ơn các nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ cho dì. Dì dạ. Rất mang ơn và cảm ơn cháu đã đem tặng tay cho dì. Dạ. Cảm ơn, chúc cháu được nhiều sức khỏe là được phước lành. Dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Chí dạ. Để giúp đỡ cho ông bà ngoại dạ. Đỡ vất vả hơn dạ. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ha. Dạ. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe được phần dạ. Nào hay phần có ơn nghe. Cháu nha. Dạ. Rồi, ngoại bán hết sớm về sớm dạ. Nha. Ngoại phim bảo hỗ trợ bạn nha. Chợ này đông hơn nhưng mà cũng không phải là quá đông đấy cô chú chị. Chợ Dầu Bé của bán sạp thì thấy có khoảng 4-5 người bán á. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi cô bán gì vậy cô? Dạ lan. Dạ cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 56 nha. Bây giờ rau lan này cô bán bao nhiêu một ký? 15 ngàn. Có 15 ngàn thôi ha. Còn chuối bao nhiêu một nải cô? 15 ngàn. Dạ rau này là cô đi hái hay là? Rau nhà. Rau nhà. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán mà bữa nào hên lắm thì được bao nhiêu cô? 100 ngàn. Ít vậy đó ha. Còn sáng giờ cô bán được bao nhiêu rồi? 50 ngàn. Dạ. Mà cô bán gì cô có lo cho ai không? Dạ chồng. Dạ. Chồng với con. Ông xã cô không làm công việc gì hết hả? Đó, làm nhà trong vậy thôi. Dạ. Nói chung là con nhìn thấy là cô là thấy cuộc sống cô cũng khá là vất vả đó. Dạ. Cái nón này chắc mua cũng lâu lắm rồi hả cô? Dạ. Dạ rồi, thôi hôm nay gặp cô là cái duyên nha. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm nha. Đó là chú Chí tại Mỹ. Thì sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ. Để cho cô ha mua gạo để ăn cùng gia đình của mình nha. Bớt vất vả hơn. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô ngày hôm nay. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cô có nhắn gửi gì với anh Chí không? Cảm ơn anh Chí. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của anh Chí nha. Dạ, xin phép chào cô. Cô là cụ đi. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Dạ, ngoại bán gì vậy, ngoại? Bán bánh phồng hả ngoại? Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 88. 88 rồi hả ngoại? Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ bây giờ ngoại đang ở với ai ngoại? Ở với con trai với dâu. Dạ ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi. Dạ rồi một ngày ngoại bán bánh phồng này một bịch bao nhiêu ngoại? Cái đó 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ còn bịch này bao nhiêu ngoại? Cái đó 35. 35 nha. Dạ còn cái bịch trắng trắng này bao nhiêu ngoại? Cũng 35 nữa. 35 luôn. Dạ cái này là ngoại mua bán lại hả? Mua bán lại. Dạ một ngày mà ngoại bán ngoại trừ vốn luôn ngoại còn được bao nhiêu? Trời ơi bữa bán thì được 20-30 bánh.
Dạ, ít vậy đó hả ngoại? À. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. 88 tuổi mà ngoại còn ra bán vất vả vậy nè cô chú anh chị. Dạ, nhiều khi sau này mình độ tuổi này không được vậy đâu. Dạ. 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 Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi ngoại biết tài này bao nhiêu không? 100. Hay quá ngoại. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm bên Mỹ. Chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy sẽ tặng cho ngoại một phần quà để cho ngoại để dành đó. Ngoại muốn ăn gì ăn ha, ngoại muốn mua gì ngoại mua nha. Dạ, cảm ơn cháu nhiều lắm rồi. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng ngoại ngày hôm nay nha. Dạ, bây giờ ngoại đếm giùm con nghe chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Dạ, ngoại đếm giùm con đi nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dạ, 11. Dạ, 11 là bao nhiêu ngoại? Là 1,1 triệu. Dạ, hay quá ngoại. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Rồi, cảm ơn. Dạ, ngoại vui không? Vui chứ. Dạ. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại đó. Dạ, ngoại nhắn gửi gì với chú ấy không? Dạ, ngoại cảm ơn chú Chí đi. À, cảm ơn cháu. Dạ. Thôi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cho tấm lòng của chú Chí bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ, cô có bán gì không? Dạ, bán vé số. Dạ, bán vé số nha. Qua đây nè. Này chắc bằng chị thôi quá. Chị năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 54 rồi. 54 ha. Dạ. Rồi vé số đâu rồi em không thấy? Vé số mới bán hết. À, một ngày bây giờ là chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ, được 100 tờ. Chị bán vậy thì chị có lo cho ai không? Dạ không, có tại kề đau, lo cho đau thôi chứ không có lo cho ai. À, chị có gia đình không? Dạ không. Dạ, mà chị có thể cho em biết là vì sao mà chị ngồi xe lăn không? Hồi giác 4 tuổi á, bị chích thuốc suốt bại liệt tới giờ luôn. Dạ. Rồi bây giờ đi không được. Dạ, bị sốt bại liệt nha. Dạ. Một ngày là có 100 ngàn thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, mà chị bán vậy là chị chỉ lo mình chị thôi hả? Dạ. Mà bây giờ chị ở với ai? Ở cũng có mình lên à, ví dụ như có đau bệnh gì thì anh em người ta chở đi chích thuốc giùm. À. Rồi em hiểu rồi, còn cái cây này cây gì vậy chị? Cây rau cải xước đó anh, chị mắc gan mà bị gì chị sơ gan. À, có xước đó ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, mà chị có sổ giò không? Dạ có. Dạ, đâu cho em xem thử. Có sổ giò nhiều lắm. Ồ dữ vậy hả? Dạ. Dạ rồi, dạ rồi thôi em hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với chị nha. Bữa nay gặp chị là cái duyên ha. Dạ. Em sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh mà bị bệnh tật. Dạ. Như chị ha. Dạ. Rồi hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho chị. Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ. Để dạ. cho chị bớt vất vả hơn dạ. trong cuộc sống của mình nha. Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Bữa nay chị nhận được phần quà chị cảm giác như thế nào? Dạ mừng đó. Dạ. Vậy dạ. thì chị có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ nhắn gửi cảm ơn chú Chí phải mạnh khỏe. Dạ. Để giúp đỡ người nghèo hoài. Dạ cảm dạ. ơn chị. Dạ. 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 Chúc chị bớt vất vả hơn với dạ. tấm lòng của chú ấy nha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Rồi xin phép chào chị nha. Dạ. Để em đi hết bên đây rồi em qua bên đây. Dạ, con chào cô.
Dạ. Cô ơi, cô đang bán gì vậy cô? Bán rau cải hàng ngày chú ơi, sao mấy tuổi già bệnh hoài nè. Dạ, cô năm nay cô được 6 mấy rồi? 66. 66 ha. Dạ. Rau củ này là cô mua bán lại hay đồ nhà? Đồ nhà trồng bữa có chút đỉnh vậy đó. Dạ. Bán sống qua ngày hả chú ơi? Dạ. Vậy một ngày mà cô bán cái này cô trừ chi phí cô còn được bao nhiêu? Không còn nhiêu chứ, còn năm mấy chục ngàn. Có bữa là có, bữa là còn, bữa là không. Dạ. Mà cô bán vậy cô có lo cho ai không? Hai đứa con thì giờ nó bự rồi, nó cũng lo nó được, rồi mình còn hai chồng già. Bác trai được bao nhiêu tuổi rồi cô? Bác trai cũng 66 nữa. Dạ. Hai người cũng có 1 tuổi. Dạ, con thấy cô uống thuốc là cô bị bệnh gì? Trời ơi, thôi. Bệnh tim, bệnh não, rồi bệnh bao tử, rồi bệnh thận, bệnh mổ thận hết 15 triệu. Dạ. Đủ thứ hết trơn chú ơi. Dạ. Đi yếu xìu hả? Dạ, bởi thành ra giờ phải có thuốc uống cô ha. Dạ, bữa nào cũng phải ra đây cũng phải uống, không uống đi gì không được, nó lần bằng khó chịu. Dạ. Dạ. Thành ra vì cuộc sống mình phải gán uống ha. Dạ. Gán uống sống qua ngày với con với cháu mình chứ. Dạ. Mà một ngày cô bán này cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Còn bốn năm chục, có 30, có 20 à. Dạ. Bữa ít vậy đó cô ha. Ngoài. Dạ. Thôi bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Con chia sẻ với cô nghe. Bữa nay là con thay mặt chú Chí. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như cô. Dạ. Thành ra hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ. Dạ. Tặng cho cô ha. Dạ. Trước là để cho cô mua thuốc uống. Dạ. Sau là để cho cô có một cái buổi cơm ngon miệng. Dạ. Cùng với gia đình của mình. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Dễ khỏe. Vậy thì cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Không biết chú Chí, giờ cũng nhắn gửi lời mừng đi, khỏe đi, chú khỏe mạnh đi. Dạ. Thì chú Chí cũng hy vọng với tấm lòng của chú để giúp đỡ cho cô bớt vất vả hơn. Dạ. Trong vài ngày sắp tới nha. Dạ, em xin phép chào cô nha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Chị ơi, đang lấy gì đâu làm? Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Dạ nội, nội bán gì vậy nội? Mà tôi thấy cái bộ trang xuống. Dạ. 81 tuổi rồi. 81 tuổi rồi hả nội? Dạ, bán cho cháu mình, nó cho vài chục ngàn cá ăn, có mình. Dạ. Anh hả cậu? Vậy là nội ở có một mình. Dạ, thôi. Dạ. Nội bán hến ha. Bán hến dùm cho cháu. Người cháu cho nội có vài chục ngàn thôi. Dạ. Bây giờ 30. Một ký. Dạ, có 30 ngàn hả nội? Dạ. Ở ít dữ vậy nội. Dạ, ăn cá đủ ngày đó thôi. Dạ. Dạo thì cháu ruột nữa. Dạ. Con lâu lâu nó cho ăn. Dạ. Mà bây giờ sức khỏe của nội như thế nào? Còn tử nó ít cái chậm tiêu rồi, cũng uống thuốc chừng chừng hoài đó coi thì khỏe. Dạ. Còn không uống thuốc thì nó hơi mệt bữa nào mà hơi. Dạ. Sừng thì phải uống thuốc vô mới được. Dạ. Ông nội ở nhà được bao nhiêu tuổi rồi nội? Ông chết lâu rồi. Dạ. Vậy là con cháu bây giờ đi hết rồi hả nội ha? Dạ. Dạ, mà ra bán gì là cháu cho có 30 ngàn thôi. Dạ. Để đủ mua cá ăn. Dạ. Thôi hả nội ha? Dạ, vất vả cho nội quá rồi. Dạ. Nội năm nay 81 rồi hả nội? Dạ, 81 rồi. Dạ, đâu nào cởi cái nón cho con xem tóc nghe nội. Dạ, tóc nội có nhuộm không nội? Không. Dạ, mà nó đen vậy đó hả nội? Hơi bất ngờ luôn. Dạ, dạ. Nhiều khi tóc con còn bạc hơn tóc nội. Dạ. Dạ rồi, thôi hôm nay ha gặp nội là. Dạ. Cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà có cuộc sống vất vả như nội. Dạ. Thành ra hôm nay chú ấy tặng cho nội phần quà nha. Dạ. Để cho nội để dành đó. Dạ. Nó muốn ăn gì ăn. Dạ. Muốn mua gì mua ha. Lấy cái nón đi. Dạ. Dạ, bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của nội nha. Dạ. Dạ, bây giờ nội đếm giùm con coi chú Chí tặng nội bao nhiêu. Dạ, bao nhiêu ạ? À? Dạ, nội đếm kỹ lại giùm con nha. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm. Dạ. Giác như thế nào? Chỉ là thấy khỏe lắm. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Chứ ít có được cầm được nhiều. Dạ. Nhiều đâu. Cái này là gần như là bằng một tháng. Dạ, của. Dạ. Cháu mà nội tặng cho nội đó. Dạ. Thì bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Quá mừng. Quá mừng. Dạ.
Vậy thì nào có nhắn gửi gì với chú Chí không? Còn chúc Chí được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Dạ. Đời. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn nội. Chúc nội sẽ bớt vất vả hơn dạ. Với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Con xin phép chào nội nha. Cảm ơn nội. Dạ. Cô bán cá. Ủa cho con hỏi ở đây hình như mình đâu có sông phía sau hay mấy cô? Không không. Dạ chứ. Tốt trong lẫn. Dạ là vậy là chợ này của mình là đâu có sông phải không? Dạ. Sông ở dưới này có. Ở dưới này có, trên này có. Cái sông dạ. Ở dưới. À dạ cái sông ở ngoài đường á ha. À mình à, dạ. Rồi vậy thôi mua cá ủng hộ cô nghe. Dạ phóng xanh nha cô. Dạ cá bao nhiêu ký cô? 80.000 ký. Mua phóng xanh khoảng 70 thôi. Dạ. Bây giờ cô cân cho con này. Dạ. Hả? Dạ. Cô bán nhiêu con mua nhiêu à? Dạ. Con là mua có tiền thôi cho nhiều nhiều đi cho 80 đi. Dạ rồi. Cũng khổ. Rồi mấy cân... cô bắt hết rồi. Dạ không cô cân đi rồi con quay lại lấy sau. Nha. Để con đi một vòng chợ cái đã. Cá sống rồi lấy hết cho chú nha. Dạ dạ cá sống lấy hết cho con đi. Rồi cân giùm con đi con gửi tiền trước. Tám trăm gram là chưa được 80.000 nữa hả? Dạ. Dạ. Còn có con khuyên nữa nè. Ừ sống nè. Dạ sống không? Chú đi thả liền giờ hay là nó đi thả? Dạ chút không con thả nhưng mà chút xíu nữa con mới thả. Con đang đi. Chết không? Có chuyện chết đó. Không chị cân trước đi cân trước đi em trả tiền trước cho. Rồi rồi chị thả ra. Ký yếu rồi thôi 80 đi ha. Nè dạ. Bắt đây nè chú chưa thả để em đây đi nha. Dạ dạ đổ ra đó giùm em đi rồi đợi em nha. Dạ. Cá điều hồng nhiêu ký anh chị? 60 em. 60 một ký ha. Đây em sẽ thay mặt anh Chí là hỗ trợ phóng xanh luôn nha cô chú anh chị. Còn cá rô bao nhiêu anh? 65. Cá rô 65. Cá điều hồng 60. Mấy cái này được hình như có một con lật ngửa rồi. Còn 5 con kia, 6 con kia phải không? Nó đục cái con mắt rồi kìa. Không phải mạnh mới được. Chứ mà yếu thả lên nổi lình bình nó kỳ lắm. Rồi thôi chị cân 6 con đó cho em đi. Cân đi rồi em gửi tiền rồi bỏ lại nha. Rồi khi nào hồi em đi phóng xanh thì bưng ra ngoài sông giùm em nha. Đó đó đó, con đó bỏ lại, con đó bỏ lại. Dạ rồi. Dạ rồi, rồi đổ ra giùm em đi. 60.000 phải không? 3 kg là 180 rồi 60 rồi 800 g hả? 600 g. Là 36.000 coi như là 40 đi ha. Là 220 đúng không? 220 ha. Mua mấy ốc thả rồi chú. Dạ thôi không mua ốc đâu. Dạ. Rồi đợi chút xíu nữa em nói thì hốt ra bắt nha. Dạ. Cá này chị bán nhiêu ký chị? Cá lóc đó hả? Dạ không, hết nguyên mà thao đó bao nhiêu? Hết đó hả? Dạ. Nói trên lẹ lên, 120. Cá lóc là 120. 70 ha. Rồi đây em mua hết nguyên thao đó. Rồi chút xíu nữa hồi chị gom chung với mấy anh này ra ngoài sông giùm em nha. Nhưng mà đợi chút xíu nha, em đi vòng chợ cái đó nha. Em trả tiền trước đó. mua dịch cho nó đua bơi ở dưới phải không? Dạ. Cũng sống vậy cứu nó đi
Cô cá này sống không? Cái này cá thiên nhiên không rồi, sinh cá. Dạ, cá này cá gì ạ? Này cá dạnh, cá vinh, cá he, cá linh. Dạ. Mà anh này thả xuống sống cô? Không, cái nào nó sống sống. Dạ. Nó đang bán đây nó thiệt. Dạ đúng, dạ đúng, cảm ơn cô. Dạ. Dạ đúng, rất là trân trọng. Dạ, tấm lòng của cô. Nói nào nghe, ai đợi mua thả nó không có sống. Dạ. Nhìn. Dạ không, không có mua tép đâu ạ. À. Tép này thả được nè. Dạ. Này thả vô nồi ha, hay vô dĩa gì ha. Dạ khổ hay không? Dạ khổ. Dạ, vậy thì ốc cô bán bao nhiêu? Bán 15 ngàn ký. Dạ cô cân hết hai đó đi. Rồi đi đây căng ra là khổ thì tôi nói nào tôi nói thiệt. Dạ dạ. Ở đây tôi biết còn tôi thì dạ. Không phải thôi, phải thôi, xong cho đâu. Trời đang mưa lâm râm này cô chú anh chị. Có chừng có nước mà ơi. Cho thôi cho người ta nữa. Dạ cô cứ cân đại đi. Dạ. Dạ không, tại vì mình còn gia đình. Cái nào đúng ra cái đó. Cái đó là ổng bỏ gia đình. Dạ. Còn mình là mình còn gia đình, mình phải lo cha mẹ con cháu nữa. Dạ. 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 Cô làm dịch ha. Ủa như con thấy người ta có cái máy nó nhổ lông vịt hay gì đó mà cô hả? Dạ. Không ngon anh ơi, nó không dạ. Ngon dạ không ngon bằng tay ha. Nhưng mà tay thì cực hơn. Dạ. Vậy là rau này của cô luôn á ha. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 53 kg. 53 ha. Thôi bây giờ là chú 3 kg 7 chà 3-4 kg đi. Còn nó nào nói thiệt luôn. Dạ rồi. Thôi đây rồi con xin yên, con xin chú Chí ha. Tặng cho cô luôn, còn dư bao nhiêu thì cô bỏ túi đi ha. Cô mua vài ký gạo nha. Rồi. Rồi. Cô gửi ốc qua bên chỗ của chị bán cá đi ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn chị nghe. Sau này là lục gà. Lục vịt. Bên này thì ít hơn bên kia. Dạ, con chào nội. Dạ, nội. Dạ, nội, nó bán gì vậy nội? Bán rau. Bán rau hả nội? Ừ. Dạ, con thấy nội bán hình như là lục bình ha. Dạ. Với rau dịu hả nội? Dạ. Dạ. Rau chai. Dạ, rau chai. Bây giờ một bó về bao nhiêu nội? Bó có 3 ngàn rồi. Trời ơi, rẻ dữ vậy nội. Dạ, vậy cho không sợ gì mừng, hay bán chưa? Dạ, bán có 3 ngàn mà bây giờ còn nhiều dữ vậy nè. Nó mời và bắt được đó. Dạ. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 72. Bây giờ sức khỏe nó như thế nào nữa? Sức khỏe cũng yếu. Dạ. Giờ không có sợ gì mà chồng đi mần từ thiện. Dạ. Rồi không có sợ gì mà hay ra bán bậy. Dạ. Là bây giờ nội ở với ông xã. Ừ. Mà ông xã thì đi làm từ thiện. Dạ. Nên hai chồng không có con. Dạ, không có con luôn. Không con luôn. Dạ. Vậy là bình quân một ngày mà nội bán á, bữa nào mà đắt nhất thì được bao nhiêu nội? Đắt nhất thì được có 40 ngàn. Trời ơi, đắt nhất mà có 40 ngàn. Ừ, thôi. Bán đồ cỡ này bán ế lắm, bán. Dạ. Không có được. Rồi nó mời giờ còn nguyên đó. Còn sáng giờ nội bán được bao nhiêu rồi? Nó mời giờ bán có 15 ngàn. Trời ơi, thấy thương quá vậy nội. Dạ, dạ. Bán có được gì đâu. Bởi vậy mà thêm cái nữa là nội ngồi cái hướng bên đây thì nó hơi nghịch. Chứ nó hơi bị ở bên trong á. Ra cũng hơi khó bán ha. Dạ. Dạ, dạ con hiểu rồi. Dạ, thì hôm nay chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ, dạ. Để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình ha. Đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nó đếm giùm con coi được bao nhiêu. Cảm ơn chú. Dạ. 3 4 5 6 7 chào. Dạ. 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 Bữa nay nó nhận được phần quà nó cảm giác như thế nào? Dạ, chứ mừng. Dạ. Đỡ phần cực khổ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Vậy thì nó có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ. Gửi lời thăm chú Chí khỏe. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ.
Dạ. Tại chợ được cũng mừng. Cảm ơn nội. Chúc nội bớt vất vả hơn ha, bớt cực hơn với tấm lòng của chú Chí trong vài ngày sắp tới nha. Và con xin phép chào nội nha. Chào chú, cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn nội. Sáng giờ bán có 15.000. Dạ. Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 66 chú. 66 ha. Dạ. Rau này của cô là cô mua bán lại hay đồ nhà? Dạ, có chiếc xăng trước đó. Dạ. Cái chồng cái bán gì đó chút đó. Dạ. Dạ. Vậy là một ngày cô bán cái này, cô trừ chi phí cô còn được bao nhiêu? Vài chục ngàn à. Nhiều khi bữa nào bán ế thì được 5-6 chục. Bữa nào bán đắt thì được 100. Dạ, dạ. Ít vậy cô ha. Dạ. Dạ. Mà cô bán như thế này thì cô với bác có lo cho ai không? Có hai đứa cháu ngoại. Dạ. Bị gì nghèo đó rồi. Hai đứa cháu vợ nó, con gái nó đi mặn á. Dạ. Mắt nuôi hai đứa cháu ngoại. Dạ. Hình như là cô không thấy đường hay sao cô? Mắt hôm nay nó không thấy con rồi. Dạ. Còn có con à. Dạ. Bên đây thì cô còn thấy rõ không hay là không, mờ thôi? Thấy cũng mờ mờ. Dạ. Còn bên đây thì nó tối đuôi luôn. Dạ. Dạ. Tại con thấy cô nói chuyện với con mà cặp mắt con nhìn trên trời không à. Thành ra là con nghĩ là chắc cô không thấy đường hay sao ấy. Dạ, không thấy con rồi chú. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay thì chia sẻ với cô ha. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Để cho cô có một cái bữa cơm. Dạ. Ngon miệng hơn cùng với gia đình của mình ha. Dạ. Dạ đây là tấm lòng của chú Chí tặng. Dạ. Cho cô. Dạ. Cô thấy đào này bao nhiêu không cô? 100. Dạ. Dạ cô nhận giùm con xem cô. Dạ. Được bao nhiêu? Dạ. 400 chú. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Rất cảm ơn chú. Dạ. Vậy cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ mà tôi ra lời cảm ơn chú Chí thiệt nhiều. Đừng. Dạ. Cho có sức khỏe đừng đi làm từ thiện cho mấy người khổ. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú Chí ha. Dạ dạ. Dạ con xin phép chào cô nha. Không có mệt chứ tôi rồi. Vậy là khỏe rồi đó. Bữa nay bán ế mà không có mệt. Dạ. Dạ. Cái này là khỏe. Dạ. Nhỏ nó kìa, hai nhỏ mình nó kìa, nó thổ kìa. Dạ. Dạ, con chào cô. Chào chú. Dạ, cô ơi, cô bán gì vậy cô? Cô bán đồ gãy đủ thứ. Dạ. Chú ơi. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 66 tuổi. 66 ha. Dạ. Một ngày mà cô bán cô trừ vốn luôn cô còn được bao nhiêu? Bán lỗ đắp vốn vô hôm nay gài là nói chung là bán bữa nào còn là lỗ chú. Dạ. Cái đồ xấu rồi cho người ta. Mà bán hết chắc cũng khó lắm hả cô? Dễ gì hết chú ơi, dễ lắm luôn. Chợ này vắng quá. Dạ vắng. Dạ. Đi bán cái gì, đi xe đò gì à. Dạ. Rồi cũng hết mười mấy ngàn rồi. Dạ. Mà bây giờ cô đang ở với ai? Có mình anh à, chồng chết năm nay 6 năm rồi chú. Dạ. Dạ con cái lớn hết rồi. Có 3 đứa con mà nó đi làm mướn hết trơn rồi. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Thì hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ, dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ ha. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cái cuộc sống của mình ha. Dạ. Dạ. Thì đây. Mua quán thì mua triệu người ta rồi gì ông trả. Dạ. Thiếu chút đỉnh kia. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ. Tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ. Rồi có lòng cảm ơn gửi lời thăm sức khỏe của chú ra chứ. Dạ. Dạ cảm ơn nhà tài trợ ta luôn. Dạ. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà. Dạ, cô cảm giác như thế cảm nào? Ơn. Dạ, cảm ơn mừng dữ lắm chú ơi. Dạ. Cái này là để tiền làm vốn được là cảm ơn chú dữ lắm. Dạ. Dạ. Chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bớt vất vả hơn. Dạ. Với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Dạ. Con xin phép chào cô. Quan hoài à, chú ơi. Dạ. Mừng gắng mừng. Dạ. Chúc cô phục hồi sức khỏe cảm nha. Cảm ơn trả lời đã. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Ê, Ngân Ngân quay cái bà già bán cái móng đó coi. Bà già đó bà già lụm cụm kìa. Dạ. Cái bà này bán xả, ngàn đồng bệt. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. 75 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Bình bình hoài. Dạ. Xã có 1.000 bịch hả nội? Bịch. Dạ. Sao rẻ quá vậy nội? Bán 2.000 bán được. Dạ. Bán 2.000 mà còn bán không được nữa.
Dạ, vậy là xả này là nội đi hái hay là mua bán lại? Mua bán lại thì không có tiền luôn á. Không có tiền. Dạ, còn một ngày mà nội trừ hết chi phí thì mình còn được bao nhiêu nội? 20 ngàn. Dạ, mấy chục ngàn, dạ, được 50 không nội? Không được. Không tới nữa hả? Mà bây giờ nội đang ở với ai? Ở với cô. Dạ, ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? 5 tuổi. Dạ, ông nội á? Ông nội mất. Dạ, mất rồi ha. Dạ, sau đó cuộc sống của nội vất vả lắm luôn á. Rồi hôm nay thì chia sẻ với nội ha. Bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm ha. Đó là chú Chí ở tại Mỹ sẽ tặng cho nội một phần quà nho nhỏ ha, để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình. Và đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nội đếm. Cảm ơn chùa cháu. Dạ, nội đếm giùm con coi được bao nhiêu. 5 tờ. Dạ, bao nhiêu ạ? 5 tờ. Bữa nay á, con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm 200 nữa. Cảm ơn cháu. Bữa nay nội nhận được phần quà, nội cảm giác như thế nào? Cũng mừng. Dạ, vậy thì nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ. Hy vọng với tấm lòng chú Chí nha, thì giúp đỡ cho nội bớt vất vả hơn nha trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ, con xin phép chào nội nha. Dạ. Nói thế. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 88 hả cô? Dạ. Cô đang bán gì vậy cô? Bán chuối vậy? Dạ. Cầm rau bán lại. Dạ. Chuối. Dạ. Chuối với rau này là cô đồ nhà hay cô mua bán lại? À, chuối thì trồng nhà, còn rau thì cũng trồng, tướng mua toàn bún đồ ăn vậy đó, ăn tươi. Dạ. Còn một ngày mà cô bán như thế này á, thì thu nhập mình được khoảng bao nhiêu cô? Sáng giờ bán chưa được nãy chuối. Chưa được nãy chuối. Nãy chuối là cô bán bao nhiêu? Nãy 5 ngàn à. Nãy 5 ngàn mà sáng giờ không được 5 ngàn luôn. Kêu người ta mời không ai mua chứ. Dạ, vậy là coi như là cô với nội sáng giờ nhịn đói luôn đó hả? Chưa, cô không, nói nào ngay bữa gì bữa khác chú ơi. Dạ, bữa bán được bữa không ha. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với cô nha. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép ha, thay mặt là chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha, sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha, để cho cô bớt vất vả hơn với cái cuộc sống của mình. Dạ, mà hiện giờ cô ở với ai? Ở một mình nên là thằng trai nó cố, mình nó đi rồi thành phố nó làm ấy. Dạ, còn bác trai thì sao? Bác trai mất lâu rồi mình. Dạ, thì hôm nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho cô phần quà nha. Dạ, để cô mua gạo hay mua đồ ăn nha. Dạ, dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Cũng cảm ơn, cũng mừng lắm. Dạ, được 400 này mừng lắm. Dạ. Dạ. Vậy thì cô nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, có nhắn, bây giờ cho tôi nhắn là chú tấm lòng vậy là tôi cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chúc chú được nhiều sức khỏe, giàu giàu mà bằng ăn khác đạt lên, ăn giúp đỡ những người nghèo khác. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô bớt vất vả hơn với tấm lòng chú Chí trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Con xin phép chào cô nha. Dạ. Chú cảm ơn nhiều. Con cảm ơn cô, cảm ơn nội. Đó, bà dưa mắm đó, bà già đó. Sáng giờ bán không được. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 71. Dạ, ngoại cởi khẩu trang, ngoại nói chuyện với con tí nha. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? À, hỏi quanh tim mà uống thuốc ở ở Long Xuyên bên tim mạch lớn á. Dạ. Uống một năm rồi. Dạ, bây giờ ngoại đang bán mắm hả? Bán mắm, bán dưa. Dạ. Mắm rồi già rồi cũng làm có tiền thì mình bán chút đỉnh nữa. Dạ. Ngoại bán ba cái này, ngoại bán một ngày như vậy ngoại được khoảng bao nhiêu? Không có nhiều, bán như vậy là như mỗi ngày đó. Dạ. 100 mấy. Dạ. Tiền ngày. Tiền lời kiếm cũng được mấy 20 ngàn, không có nhiều. Dạ, ít vậy đó hả ngoại ha. Dạ. Mà ngoại bán lợi ít gì, ngoại có lo cho ai không? Bây giờ già rồi. Con nó cũng có đi mừng nước. Dạ. Út nó đi mừng nước. Dạ. Mình lo cái việc mình đau ốm bệnh hoạn. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ, ông ngoại thì còn không ngoại? Ổng mất lâu rồi, mất 7-8 năm. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ,
thì chú ấy á, rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cũng vui mừng. Dạ. Tôi cũng rất cảm ơn bên nhà hảo tâm giúp mình tiền thuốc men được thêm. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú Chí nghe. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại ha. Dạ. Dạ. Quay cho ngoại này, bà đi nước rồi, bà đi không khóc mình lên, bà chú làm nghiệp bà không qua đứng đó đây. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 65. 65. Cô đi làm thuê hả? Cô làm công việc gì? Làm cũng như tôi bán phụ thiếp bún riêu rồi đó. Dạ. Một ngày được bao nhiêu cô? Nhà hả? Mấy chục ngàn. Một ngày người ta trả cô bao nhiêu? Ngày được 60 ngàn. 60 ngàn. Mà bây giờ cô đang ở với ai? Đang với người cháu. Cô không có gia đình hả? Không. Dạ. Rồi. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép chú Chí ở tại Mỹ tặng cho cô ha. Dạ. Một phần quà nha. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn ha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô ngày hôm nay nha. Cảm ơn chú. Dạ. Cô cảm ơn chú Chí đi. Dạ. Được rồi, cô nói cảm ơn rồi. Dạ, thôi đừng. Cô không có nghe. Dạ rồi, thôi chào cô nghe. Dạ. Thôi con chào ngoại nghe. Dạ. Dạ, tới đó là khúc hết rồi cô chú chị. Bây giờ em lấy cá một cái. Dạ gom cá lại giùm con đi. Gom cá lại giùm em đi. Chị gom cá đem ra sông giùm em. Gom cá với bịch ốc luôn ha. Bệnh cũng khổ lắm. Dạ không không, con hết tiền rồi cô. Ấm hết tiền. Dạ. Dạ rồi đem ra sông giùm con đi. Bột lươn này chị bán bao nhiêu? Bột lươn này bán 150 ngàn. 150 hả? Là được ký mấy hả? Ký à. Hả? Ký à, bán tạm cũng 150 ngàn ký nữa. Rồi thôi để thôi. Không được, để còn gửi người khó khăn nữa. Dạ không không. Có cái bà sư cô đó ba tu mình nó coi. Dạ dạ dạ. Đem cá ra giùm con, đem ra ngoài sông giùm con đi. Chú, lúc là bước cho bà này đi chú. Dạ 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 thôi được. Dạ dạ. Bà cô kìa, dạ. Dạ dạ xuống sông đi chị. Xuống sông rồi để em nói một vài câu một cái. Sao ra là chị còn nhanh hơn mấy cô kia nữa. Cô chân chưa. Hôm nay thì anh Chí hữu duyên với các vị ha. Thả các vị về sông nước ha. Các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, rồi chị hất xa xa ra giùm em đi chị. Thả nó được không? Dạ được. Được ha. Có bọc ốc anh nha. Ốc chị đổ đại đi. Đổ xa xa được không? Nếu mà chị hất được xa thì hất. Đây. Dạ. Cô gỡ cái chê luôn nè chú. À, dạ rồi. À, chú để con nói vậy câu cái. Hôm nay ha thì anh Chí hữu duyên với các vị nha.
Hãy các vị về sông nước ha, các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, được không chú? Thấy không có cái chỗ đứng nè. Dạ được, dạ thả luôn con. Rồi cảm ơn. Dạ, dạ con cảm ơn. Anh mạnh tay anh đổ ốc ra ngoài giùm em cái. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Cảm ơn anh. Rồi, dạ rồi. Dòng sông này cũng khá sâu hay còn chương gì. Gửi rồi. Rồi. Dạ. Chưa mà, các bạn đã chưa mà. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi. Dạ, ngoài cởi khẩu trang, ngoài nói chuyện với con tí đi. Dạ. Ngoài đang bán gì ở ngoài? Bán chuối. Chuối ha. Dạ. Ngoài bán có ba nải thôi hả? Dạ, bán nãy giờ mấy nải, còn mấy nải. Dạ, sáng giờ ngoài bán được bao nhiêu rồi? Có 2 ba nải, ở đây bán chậm lắm chú ơi. Dạ. Vậy là chuối này là ngoài nhà hay ngoài mua bán lại? Dạ. Một ngày mà ngoài bán cái này ngoài trừ chi phí thì ngoài còn được bao nhiêu? Đâu lâu đem về mới có bán chứ đâu có bán hoài của nhà. Dạ. Không có mua bán. Sáng giờ ngoài bán được mấy chục ngàn rồi. Không mấy ngàn. Mới có 20 mấy ngàn thôi ha, là ba nải ha. Dạ. Nải có 7-8 ngàn thôi. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại là ngoài đang ở với ai? Ở với bà già. Dạ. Còn ngoài không có gia đình hả? Không. Dạ, là không có con luôn hen. Dạ. Còn mẹ của ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 93 tuổi. Vậy là ngoại bán cái này là ngoại phải lo cho mẹ. Dạ, nhưng mà thường ngoại bán cái này ngoại mua cái gì để lo cho mẹ? Thì xây xài trong nhà chứ. Dạ. Thôi hôm nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí sẽ tặng cho ngoại phần quà nha, để cho ngoại mua gạo cũng như mua đồ ăn cùng với bà ngoại ở nhà nha. Dạ. Nhà bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Dạ. 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 Đây là con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại phần quà ngày hôm nay. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ. Ngoại đếm mà ngoại được bao nhiêu? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cũng mừng chứ. Dạ. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dì cảm ơn chú Chí có lòng hảo tâm. Dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Bớt vất vả hơn nha. Dạ. Dạ. Với tấm lòng của chú Chí nha. Dạ. Em xin phép chào ngoại ha. Dạ. Dạ. Em còn 200 nữa là em hết rồi. Chắc có lẽ em sẽ gửi tặng cho cô này. Dạ, con chào cô. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 50 rồi. À, 50 giờ bằng chị thôi ha. Tưởng tay nhìn đâu tính đâu là chị lớn tuổi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, chúc chị sức khỏe. Đây là còn 200. Hồi nãy em nhớ có một cái cô bán vé số mà lúc đầu quá em không có gửi. Thì hình
lúc đầu á thì cô đó cũng chưa lớn tuổi nên em chưa có dám gửi, thì để cô ấy đi đồ thì không được. Dạ thôi đây em còn 200 thì thôi em sẽ kết thúc video, là coi như em đã gửi 9,5 triệu là bao gồm luôn cả tiền phóng sanh từ tấm lòng của anh Chí nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì em cũng hy vọng là công đức cũng như phước đức này sẽ hồi hướng đến gia đình anh luôn gặp nhiều bình an trong cuộc sống, và chúc anh Chí cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều sự may mắn trong cuộc sống công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.